Sang tất cả mọi người nha. Hôm nay Sang xuống lại cái hồ nước bỏ hoang, Sang câu cá dưới hồ này nha mọi người. Người coi cái hồ này. Lúc trước mấy anh em Sang có xuống đây câu mấy lần rồi. Cũng mấy tháng rồi Sang chưa xuống lại cái hồ bỏ hoang này mọi người. Thì mọi người coi nè, mấy tháng sau quay lại cây cỏ rồi nó mọc tùm hết rồi. Ở dưới này có mấy con cá trê to lắm mọi người, mấy ký á. Mấy anh em Sang câu mấy lần trước là chưa câu được nha, chỉ câu được mấy con nhỏ khoảng 1 ký thôi. Nay Sang quay lại cái hồ bỏ hoang này, Sang quyết Sang câu cho được cái con thị quái ở dưới này nha mọi người. Bữa trước mấy anh em Sang có làm cái cầu tre đây nè mọi người, để đi ra để câu cá nha, với lại để tưới á mọi người. Ở dưới này là có nhiều cá trê mọi người, mấy có mấy con rất là to luôn nha. Nhưng mà nó cũng rất là khôn, nó nhát lắm mọi người. Bữa trước mấy anh em Sang câu được 1-2 con cái là nó lặn luôn, câu mít không ăn nữa nha. Rồi mấy con mấy ký, con thị quái là nó rất là tinh ranh luôn. Bữa nay Sang câu bằng cái cần câu rẻ tiền này thôi mọi người. Bữa trước Sang mua có mấy chục ngàn cái cần này thôi. Mồi thì Sang câu bằng một cám cám cá này nha mọi người. Đây mọi người coi nè, đây Sang câu bằng cái một cám cá này nha. Nước hồ này nó cạn rồi mọi người, nó khoảng cỡ 1 mét thôi. Và cái hồ này dưới này là rất nhiều bùn rồi mọi người, bỏ hoang lâu năm rồi đó. Nên là đất nó chài xuống rồi, bùn chắc cả mét ở dưới mọi người. Ra cá trê là nó sống ở dưới này lâu năm rồi mọi người, rất là to luôn nha. Giờ Sang sẽ giục ít cám này xuống dưới hồ này mà để dụ cho mấy con cá nó biết đó mọi người, cho nó tới nha, để Sang câu nha. Cần này dài 2,7 m nha mọi người. Sang sẽ móc cái mồi cám này vô nha. Sang thả xuống Sang câu. Đây Sang dùng cái lưỡi câu cũng có cái loại lưỡi vừa thôi mọi người, con cá khoảng 1 ký. Có chứ, có cá trê. Bây giờ Sang đi câu qua với thằng Nóc Uy nha mọi người. Đây là Gút nha mọi người, đây Gút với thằng Uy là hai thằng nhóc. Hai ba ngày nay là nó ở trong rẫy, Sang nó bẫy gà rừng với lại bẫy sóc mọi người. Hôm nay Sang kêu hai nhóc này xuống cái hồ bỏ hoang này đi câu cá nha. Từ thằng Gút nó đào ngay chỗ bờ hồ đó, nó kiếm mấy con trùng nha mọi người, để lấy một trùng câu thử coi cá trê nó ăn không. Bộ con do trùng hả? Con trùng to rồi, ngắt khúc ra. Đừng câu nguyên con, đừng câu nguyên con phí, lấy khúc thôi. Giờ hai đứa nhóc nó chuyển sang nó câu bằng mồi trùng thôi mọi người. Sang vẫn câu bằng cái mồi cám. Câu ở dưới hồ này nó dễ mắc lưỡi lắm mọi người, nó dính vô cái lọc bình nè.
rẽ sâu sâu khoảng hơn nửa mét nữa. Vừa thấy cái phao màu đỏ, thấy cái phao câu của Sang nha. Nó đang uy nó đang câu qua bên này. Đây cái phao của nó bên này. Bên kia là gút ra, nó chạy qua bên kia. Nó câu ở đầu qua hồ bên kia. Đó ngồi cẩn thận nha, câu cá to nó lôi xuống hồ luôn á. Thủy quái dưới hồ này chứ không phải giỡn đâu. Rải thêm bằng miếng cám xuống cái chỗ đó nữa thôi. Cái này phải có cám dụ nó mới lên nó ăn. Giờ mấy anh em sang câu chắc nó 20 phút rồi mọi người. Chưa thấy cá nó đớp mồi luôn nha. Nãy đây có một hai con nó lên đi phía ngoài giữa cái hồ kia nó đớp thôi. Hồ này là Sang câu mấy lần rồi Sang biết mọi người, rất là khó câu mấy con cá này dưới này luôn. Cá rất là tinh ranh luôn. Không thấy cá ăn luôn hả Gút? Cá không ăn mồi mọi người ơi, không câu được rồi. Trưa nay đói bụng rồi. Hôm qua thì mấy anh em bẫy được hai gà rừng mọi người, với lại một con chuột với một con sóc nha. Nhưng mà con sóc với con chuột thì sáng thả nó đi rồi. Hôm nay thì mấy anh em xuống câu cá nha, để là có dính được mấy con cá này lên nấu ăn nha mọi người. Nhưng mà câu nãy giờ chưa thấy cá nào nó ăn câu hết. Con gà hôm qua hả? Dạ. À. Rồi mấy anh em đi bắt gà rừng mọi người. Gút nó xuống ở bờ suối kia, nó thấy nó kêu nó có một con gà rừng ở dưới. Giờ sang cắm mấy cần câu ở đây nha mọi người. Mấy anh em sang đi bắt gà rừng. Dưới này có cái suối đó mọi người, có con suối nhỏ ở dưới này nè, nước nó chảy rất là đẹp nha. Đây mọi người coi cái con suối dưới này mọi người, đá rất nhiều nha. Mùa này mùa nắng á mọi người, cho nên là nước nó chảy ít vậy thôi, nó cạn. Mùa mưa là nó chảy nhiều lắm nha. Mưa là nó dâng tới trên bờ trên này luôn.
con suối nó chạy xuống kia. Hai thằng nhóc nó chạy đi kiếm ra rừng nè mọi người. Ở chỗ cái lùm cây kia kìa. Xem coi dưới mấy cái thùng nước này rồi nó có cá dưới mọi người. Trên mấy hòn đá này nó rất trơn luôn mọi người. Út ơi, thấy không? Này thấy nó ngay chỗ đó hả? Này thấy nó ngay chỗ đó hả? Bên kia thằng Út với thằng Uy mọi người, nó đang lùng gà rừng ở đó nè. Dưới bờ suối này đẹp lắm mọi người. Dưới này nó rất là hoang vắng luôn, cây cối thì nó rậm rạp, gà rừng với lại sóc đồ chồn đồ nó ở dưới này rất là nhiều mọi người. Chín chưa? À, sáng nghe tiếng gà rừng nó kêu, chắc thằng Út nó bắt được rồi mọi người. Dính chưa Út ơi? À, dính rồi, một con gà rừng. Hay quá. À, hai đứa nhóc này con nhỏ nó giỏi mọi người. Đây mọi người coi nè. Đây nha mọi người. Quá đã luôn, hai thằng. Nãy ăn thì thiệt. Sao bắt được nó hay vậy? Thấy nó đây mà nó bắt được cái bên kia. Quá hay luôn. Hồi trưa nay là có cháo gà ăn rồi. Mấy anh em sang tính câu cá lên là nấu ăn mọi người, nhưng mà câu cả tiếng hồi nãy giờ rồi mà không có cá đâu hết nha. Mà may là thằng Quýt nó bắt được con gà rừng mà. Nên là mấy anh em có cháo gà rừng ăn rồi. Đó, quay gần nè. Đây mọi người coi gà rừng đẹp không? Con này cỡ khoảng 1 ký, 1 ký hơn gì đó. Là trống nha mọi người. Đẹp ha. Dưới cái bờ suối này gà rừng rất là nhiều mọi người. Mấy anh em sang cứ nghe gà nó gáy mà. Hôm qua thì mấy anh em mới bẫy cũng được 2 con rồi mọi người. Con này con thứ 3 nha. Rồi, ngon rồi. Chiều nay có đồ ăn rồi. Giờ mấy anh em sang sẽ lại cái hồ bỏ hoang kia mọi người. Nãy giờ mấy anh em sang bỏ ba cái cần câu cắm được nha. Rồi lại mình coi, coi cá nó ăn không nha. Dưới này mát lắm mọi người. Thì chưa nhưng mà rất là mát luôn nha. Tiếng suối chảy thì róc rách này. Có mấy tảng đá ở đây nè, rất là đẹp luôn. Cái hồ
cái hồ bỏ hoang thì nó nằm phía trên này luôn mọi người. Để sang sẽ leo lên nè. Đây mọi người coi dây leo nè, chẳng chịch hết luôn nha. Nó rậm rạp luôn mọi người. Xuống được mà lên thì khó mọi người. Hả? Đất hả? Vậy. Kẻ cẳng cầu thì sao? Cá nó ăn hả? Đâu? Đây hả? À cái cần câu của thằng Uy mọi người, nãy cắm ở đây nè, xong ba anh em đi bắt gà rừng nha, quay lại làng cá nó ăn cái cần của thằng Uy nha, mà nó giật đứt dây luôn mọi người. Nè mọi người coi này. Đứt dây luôn. Từ 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 ra, có phải cá nó kéo không? À, dính lục bình. À nãy là thằng Uy là mồi trùng đúng không? À cấm mồi trùng là cá chê nó ăn đó mọi người. Mà kéo cái giờ giật đứt dây luôn nha, sảy mất con cá rồi. Đứt dây hả? Rồi cái sợi dây câu của cái cừng của người đâu hả? Đứt rồi, trên cây rồi chú. Cây nào? À trên cây này hả? Cây này con lấy được cái phao này. À cái dây dính trên này luôn gì? Người coi cây sung ở dưới cái hồ bỏ hoang này mọi người, hôm nay là nó ra trái lại rất là nhiều luôn nha. Đây là cây sung rừng nha mọi người. Cây sung này trước là sang cũng có hái ăn chấm với muối ớt nè mọi người, ăn cũng rất là ngon luôn nha, sung nó giòn lắm, nó ngọt nữa. Này mọi người coi nè, phía ở ngoài cái ngọn đây nè, trái sung quá trời luôn nha. Đây mọi người coi nè, sung rất là sai luôn nha, trùng nè. Giờ cũng chưa rồi mọi người, mà câu mấy anh em sang câu cá nãy giờ này chỉ có một cái con cá nó ăn thằng Uy giật rồi mà đứt cái dây câu luôn mọi người. Giờ chắc mấy anh em sang sẽ cắm cần câu ở đây nha mọi người. Giờ mấy anh em sang lên nấu ăn xong rồi chiều rồi mấy anh em sang xuống rồi thăm câu tiếp nha mọi người. Là may quá là bữa trưa nay là thằng Good với thằng Uy nó bắt được con gà rừng nha mọi người. Là trưa nay là mấy anh em là có cháo gà rừng ăn nha mọi người.